Tối ngày 30 tháng 5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng tổ chức giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa nữ doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh và nữ doanh nhân thành phố Cần Thơ với nữ doanh nhân tỉnh Sóc Trăng. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Duy dân tỉnh, bà Quỳnh Thị Dĩnh Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh Sóc Trăng và các đại biểu là nữ doanh nhân ba tỉnh thành phố tại buổi giao lưu, các đại biểu đã được nghe các nữ doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ chia sẻ về hoạt động đóng góp của hội doanh nhân và quá trình vận động hỗ trợ thành lập hội doanh nhân tại các tỉnh thành phố trong cả nước. qua đó, nữ doanh nhân kêu gọi chị em doanh nhân tỉnh Sóc Trăng, nhất là chị em mới khởi nghiệp phải tự tin, chủ động, mạnh dạng khẳng định mình. đặc biệt, mong muốn của các buổi chính quyền, hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Sóc Trăng quan tâm hỗ trợ thành lập hội nữ doanh nhân tỉnh Sóc Trăng. qua đó, tập hợp chị em nữ doanh nhân để cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh để cùng phát triển đồng thời tổ chức các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tô thắm thêm truyền thống dễ dàng của phụ nữ Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cho biết thời gian qua, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh rất quan tâm tạo điều kiện và tổ chức nhiều hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp do nữ làm chủ trong sản xuất kinh doanh, đồng thời tổ chức các hoạt động tập hợp thu hút nữ doanh nhân tham gia vào hội, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Cũng trong sáng ngày 31 tháng 5 tại trường Trung học phổ thông Hoàng Diệu, thành phố Sóc Trăng, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi trung Hồ phổ thông cấp tỉnh năm học 2022-2023. Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh lần này có tổng số 1.214 thí sinh tham gia ở 11 môn thi toán, vật lý, hóa học, sinh học, học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, tiếng Anh và tiếng Khmer. Mỗi thí sinh dự thi chỉ làm một bài thi của một môn với thời gian 180 phút. Các môn toán, vật lý, hóa học sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, giáo dục kinh tế và pháp luật và tiếng Khmer, thi viết tự luận. Môn tiếng Anh gồm kỹ năng nghe đọc viết theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận. Riêng môn tinh học thi lập trình trực tiếp trên máy vi tính. Thông qua kỳ thi nhằm động viên khuyến khích đội ngũ giáo viên và học sinh phát huy năng lực dạy tốt học tốt, góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục, công tác quản lý đồng thời căn cứ kết quả thi sở giáo dục và đào tạo sẽ chọn các em có năng lực ở từng môn học để tạo nguồn bồi dưỡng đội tuyển học sinh của tỉnh dự thi học sinh giỏi quốc gia do bộ giáo dục và đào tạo tổ chức sắp tới